Xin chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay ngày mùng thứ năm ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020. À, hôm nay thì chúng ta thấy phiên giao dịch hôm nay thì hơi hơi đuối một chút xíu vào cuối phiên đúng không ạ? À, buổi sáng thì thị trường cũng tăng khá là tích cực. À, nhưng mà rồi đến chiều khi mà cái 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 đà bán ra thì cũng khá lớn. À, và rồi những cái lo lắng của thị trường dẫn đến là à, thị trường vẫn đang trong một cái pha điều chỉnh này không không đóng cửa trong sách xanh được đó và chúng ta chú ý là cái dòng tiền hiện tại ở trên thị trường thì nó đang tập trung vào nhóm cái cổ phiếu mid cap thì nó cũng chính là cái lý do dẫn đến là thị trường chúng ta nó nó không tăng được một phần là từ cái thanh khoản thì cũng khá là hạn chế một phần là gì thị trường lúc này gần như là là không có trụ đúng không ạ mất trụ đó và đặc biệt là các cái cổ phiếu trụ thì nó đang bị phân hóa rất là rõ ràng và chúng ta chưa chưa thấy một cái trụ nào tích cực để mà à, nâng đỡ thị trường trong cái cái giai đoạn này à, thì nói đúng là thì thị trường nó vẫn đang trong một cái pha điều chỉnh thôi Thì chúng ta theo dõi thêm các cái diễn biến tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư ở đây chúng ta thấy cây nến ngày hôm nay thì xét về mặt kỹ thuật thì khá xấu đúng không ạ xấu bởi vì sao nó là một cây nến đóng cửa thấp nhất phiên một cái nến giảm nhà mạnh uh, thanh khoản thì đạt khoảng bằng trung mình hai phiên. Hôm nay giao dịch hơn 10.000 tỷ nhưng mà tính là thỏa thuận của Vinhom mất mất vài nghìn tỷ rồi. Đó uh, thì, thì chúng ta không không tính đến cái giao dịch thỏa thuận đấy của khối ngoại. Đó uh, và khối ngoại hôm nay vẫn tiếp tục bán ròng. Khối ngoại và khối tự doanh vẫn tiếp tục bán ròng. Khối ngoại bán mạnh, uh, nếu không tính cái giao dịch thỏa thuận, như thỏa thuận cái của Vinhom là do khối ngoại mua ha. Như thì không tính cái giao dịch thỏa thuận đó thì khối ngoại vẫn bán ròng cái cổ phiếu khác. Đấy, thì chúng ta theo dõi là cái cái đà chốt bán đặc biệt là chốt bán mạnh các cái cổ phiếu trụ dẫn à, đến là trụ chúng ta nó nó chưa có dấu hiệu ngóc đầu lên được và, và chú ý là trong cái trong cái bài đăng buổi sáng này buổi sáng sáng nay trong nhóm telegram đó, thì mình có đăng đúng không đó cứ linh sinh này các trụ bị bán mạnh và chưa có dấu hiệu điều chỉnh xong và thị trường khả năng sẽ đi ngang trong vùng 8 lẻ trong thời gian tới trước khi bước đi khi mà có các trụ quay trở lại đó rồi mình cũng chia sẻ luôn là dòng tiền hiện tập trung vào các cái cổ phiếu midcap này đó do là chưa có trụ dẫn dắt cho nên chúng ta tập trung vào các cái nhóm ngành khu công nghiệp chúng ta thấy một số cổ phiếu khu công nghiệp thì hôm nay tăng tăng rất mạnh ha, thậm chí là có nhiều cổ phiếu cũng tím rồi tím từ từ sớm luôn đó rồi nhóm cảng biển gì mà đình vũ rồi hah thì cũng khá là tích cực đúng không nhóm vật liệu ha có c 32 hai ksb cũng đang khá ổn cái b thì hôm nay bị điều chỉnh rồi đó nhưng mà nhóm nhóm c cổ phiếu c 32 hai dha thì vẫn vẫn khá ổn đó rồi nhóm nhóm nông nghiệp nhóm thủy sản nó cũng đang đang khá là tốt đó và ngoài ra thì một số cái cái cổ phiếu thuộc nhóm phòng thủ như điện nước đúng không ạ bvke thủ dầu một thì pvc gì đó cũng đang 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 là khá ổn đúng không ạ thì thì chúng ta theo dõi thêm các cái cái diễn biến hay các cái bài nhận định trên nhóm telegram của mình mỗi sáng ở đây đó, khoảng bảy tám giờ sáng gì đó thì mình mình sẽ hay đăng cái nhận định lên kể cả có clip buổi tối hay không có clip buổi tối thì hàng sáng thì mình cũng cập nhật đây trước thì cập nhật trên facebook nhưng mà facebook bị mất rồi phải bị khóa mất rồi thì hiện tại giờ mình chỉ cần cập nhật trên đây thôi. Tất nhiên là không các anh chị các bạn vào đây rồi chúng ta cũng không tương tác không phản biện đi được. Nhưng mà hy vọng là nó là một cái kênh để chúng ta chia sẻ thêm những cái nhận định buổi sáng để chúng ta có thêm cái chất liệu để chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả hơn. Tất nhiên nó không phải lời khuyên nhiều anh chị thì cũng nhắn là tại sao không phím cổ phiếu nào mua bán được giao dịch trên này luôn. Thực ra thì cái đó thì mình nghĩ là việc giao dịch là chúng ta phải tự chủ động cho nó an toàn với lại nhóm thì rất là đông đúng không đây nó cũng tới hơn 2.000 người rồi chúng ta đưa cổ phiếu lên đây chúng là phí mãn đây thì nó có lẽ là nó không tốt không tốt cho chính cái cổ phiếu mà mình đưa lên đây cũng là không tốt cho chính các anh chị trong quá trình chúng ta đầu tư còn thực tế thì mình có một cái nhóm nhóm zalo hiện tại nhóm zalo này mình mình cũng mới lập ở đây thì mình cũng có chia sẻ trên này đúng không do do là hiện tại là nhiều anh chị muốn tham gia lướt lát ngắn hạn đúng không? thì trong cái nhịp này mặc dù thị trường đang khá khó nhưng mà chúng ta vẫn lướt được thì mình hỗ trợ rồi mình chia sẻ cổ phiếu trên đấy cho các anh chị nào mà mà chúng ta tham gia chung tức là mình mình đang, bọn nhóm mình là đang lướt ở bên VPS công ty chứng khoán VPS hiện tại nó đang giao dịch miễn phí cho nên là à, vô đấy lướt thì cũng không ảnh hưởng gì. Đó, các anh chị tham gia chung với nhóm bên mình thì cũng nói chung là mình theo ID của mình nhưng mà mình cũng chẳng được gì đâu cho nên là cũng không phải là chia sẻ trong nhóm hay không chia sẻ trong nhóm hay cái câu chuyện đấy chúng ta cũng không không cần quan tâm nhiều trước giờ mình cũng chẳng làm đâu do đề xuất của nhiều người thì mình chia sẻ thế thôi còn anh chị nào muốn tham gia chung vào cái nhóm đấy mà để được nhận cổ phiếu từ cái cá nhân mình là mình cũng không muốn chia sẻ các cái mã kiểu như vậy đôi khi là nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều đến chính cái cổ phiếu đó đến chính quá trình chúng ta đầu tư nhưng mà rồi chúng ta thích lướt lát và chúng ta muốn trải nghiệm vừa trải nghiệm vừa học hỏi thì chúng ta có thể vào đó và chúng ta cùng nhau đầu tư thôi. À, còn cũng có thể là có thắng và có thua chứ không phải lúc nào cũng thắng 100%. À, thì mình chia sẻ thêm cái ý đó thôi. họ thì rõ rõ ràng là chia sẻ rất đầy đủ và rất là chi tiết cho mọi người, đúng không ạ? Thì với một cái diễn biến như vậy chúng ta thấy nhìn chung thị trường hôm nay phân hóa rất là rõ rệt. Chúng ta nhìn trong rổ VN30 là chia thành ba màu đều nhau luôn. 11 mã xanh ha, 10 mã vàng và 69 mã đỏ ha à, vậy là có 11 mã xanh và 9 mã đỏ còn 10 mã vàng. Đó chúng ta thấy chia thành ba mảng màu riêng biệt luôn. Đó nhưng mà rõ ràng là gì chúng ta thấy các cái cổ phiếu xanh ở đây thì đa phần không phải là trụ chỉ có mình Vinamilk trong này thôi. Có Gas nữa. À, Hòa Phát. Đấy chúng ta chú ý ba ba con trụ này cũng khá lớn nằm trong này nhưng mà chúng ta thấy lực bán rất là mạnh. Rồi các cổ phiếu khác cũng đang bị khối ngoại bán khá nhiều, đúng không ạ? là chúng ta nhìn vào trong các cái giao dịch này họ thấy là tập trung cái 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 giao dịch của khối ngoại mấy này cũng được chú ý mà và bán là bán nhiều nha, bán mạnh chứ không phải là là bán ít là phiên ngày hôm qua phiên ngày hôm trước thì cái 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 đà bán nó giảm lại một chút xíu nhưng mà phiên hôm nay thì lại bán mạnh hơn Đó, nếu mà không có cái giao dịch thỏa thuận của Vinhome che đi thì thì chúng ta nghĩ sao bán rất nhiều đây là ví dụ chúng ta thấy hòa phát này bán tới mười mấy triệu cổ 11 triệu cổ tính cả mua cả bán trừ đi thì nó tới bán tới 10 triệu cổ hòa phát lại. đấy chúng ta thấy một cái mức bán khá là mạnh khá là quyết liệt và thị trường chúng ta thì gần như là không giảm giảm 0.5 điểm thì coi như là không giảm đi đúng không ạ đó nhưng mà rõ ràng là nếu đóng được trong sắc xanh thì thì nó nó sẽ tích cực hơn đúng không ạ có một chút gì đó rút chân thôi nhưng mà rõ ràng là với cái góc độ với cái xu hướng như bây giờ thì cần là như vậy cần điều chỉnh ở đây chúng ta thấy là ở phía trên cái vùng 905 này thì là cái kênh giá cái đỉnh cũ đây nó cũng retest đỉnh sau đó nó chỉnh lại đây cũng vậy ha đây là đỉnh cũ đó và đây có ba phiên là linh sinh ở vùng này đó, và cái cái ở phía dưới này cái vùng 880 này cũng sẽ là cái lực đỡ khả năng là thị trường nó cũng sẽ còn lình sinh trong cái vùng chín là năm nay một thời gian nữa lên thì cũng không lên ngay đâu Mình có nói rất nhiều rồi mình có nhận định trong các clip trước rồi lên cũng không lên được mà rơi thì cũng khó à, khả năng rơi khỏi vùng này thì nó cũng còn những cái lực đỡ rất mạnh ở phía dưới này nên là cái tự chung lại cái vùng 860, 870 này rất mạnh cho nên là chúng ta cũng thấy là rõ ràng là thị trường nó đâu đó là nó vẫn còn đang đi trong một cái một cái xu hướng vẫn tăng đúng không ạ xu hướng vẫn đi lên trong cái nhịp này họ thì chúng ta có thể thấy là cũng cũng khá là yên tâm điều chỉnh tôi nói rồi cứ trước mắt là đừng có gãy 880 đúng không ạ đừng gãy 880 chỉ nó gãy 880 với thanh khoản lớn này thêm cây hoảng loạn nữa là gãy luôn cái vùng hỗ trợ này thì đi có vẻ hơi xa nhưng mà với một cái cái tâm thế chung của thị trường một cái xu hướng chung của thị trường hiện tại thì chúng ta thấy cũng cũng khá là ổn đúng không ạ à, chứng khoán Mỹ thì sau ba phiên giảm liên tiếp thì phiên ngày hôm qua cũng đã bắt đầu tăng trở lại tăng hơn 400 điểm phiên ngày hôm qua đó là một cái dấu hiệu tích cực đúng không ạ à, chứng khoán châu Âu hiện tại đang giao dịch thì cũng đang chập chờn ở đây hôm nay thì ngân hàng trung ương châu Âu ECB họp chắc là bây giờ chắc là họ họp xong rồi họp xong rồi bắt đầu họ họp báo họ sẽ công bố những cái thông tin ra à, cũng chưa biết như thế nào nhưng mà châu Âu từ sáng đến giờ từ từ lúc mở cửa lúc hai rưỡi đến giờ là cứ lình xình vùng này thôi giảm mạnh tức là đang nghe ngóng tin tức cũng không có giảm mạnh mà cũng không có tăng mạnh ở khúc này đó chứng khoán ý vẫn tăng này À, có một số thị trường vẫn tăng nó vẫn phân hóa nhưng mà đa phần là các cái nền kinh tế lớn đức pháp anh vẫn vẫn đang đỏ đây cũng là lên chờ tin tức thì thực ra là khi mà cái cuộc họp này nói thẳng là khá là quan trọng đúng không ạ chủ yếu là nó liên quan đến câu chuyện gì sức mạnh của đồng euro so với đồng đô la à, và cái câu chuyện là các cái gói kích thích kinh tế nó có được đưa ra tiếp hay không đúng không ạ tức là hôm nay họ họp bàn là là chủ yếu là là những cái cái vấn đề như vậy thôi đó thì tất nhiên là các cái việc mà việc mà ngân hàng trung ương châu Âu ECB có thay đổi chính sách hay không đó và ngoài ra là cái lập trường của họ trong cái vấn đề là gì có dùng tất cả các công cụ hay là mọi công cụ để mà thứ nhất là điều chỉnh về lãi suất hoặc là uh, neo giá cái đồng euro đúng không rồi vấn đề vấn đề liên quan đến lạm phát đúng không thậm chí là lạm phát âm đó thì thì cái này là là những câu hỏi mà đ, đang được đặt ra tức là họ họp để họ bàn để đưa ra những cái giải pháp cuối cùng đó rồi ngoài ra là các cái chính sách về nới lỏng tiền tệ nữa đúng không ạ hiện tại là cái chúng ta thấy là cái cái lạm phát của khu vực đồng 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 euro á, khu vực của liên minh châu âu á, là nó đang ở âm 0,2 phần trước nó là 0,4 bây giờ là chuyển sang âm 0,2 đấy thì chúng ta cũng theo dõi xem là cái mức độ lạm phát rồi cái cái độ mạnh của đồng đồng euro so với cái đồng đô la như thế nào đúng không? thì tất nhiên là à, với cái việc mà đồng đồng euro nó mạnh lên ha, và cái cái độ lạm phát như thế này thì khả năng là cái việc mà cái gọi là chính sách tiền tệ trong thời gian tới dự là sẽ có những cái thay đổi. Đó, rồi ngoài ra là có những thông tin liên quan đến việc anh Brexit khỏi châu Âu nữa chúng ta thấy những cái diễn biến này à, nó cũng nó, nó cũng tác động đến thị trường chung. rồi đối với thị trường uh, châu Á hôm nay thì chúng ta thấy cũng theo cái đà hồi phục của chứng khoán Chứng khoán Mỹ đêm qua thì chứng khoán châu Á này tích cực lại rồi, Nhật xanh lại, úc xanh, Trung Quốc thì vẫn giảm Trung Quốc mấy này nó tăng mạnh quá rồi thì nó nó điều chỉnh thôi. Hôm nay có chứng khoán Hàn Quốc cũng tăng, à, chứng khoán Indonesia hôm nay à, do là giảm mạnh, giảm mạnh quá là bị ngắt mạch thôi, ngắt mạch giảm quá 5% phần trăm ngắt mạch mấy 15 phút rồi sau đó lại giao dịch trở lại. À, chứng khoán Indonesia trong giai đoạn vừa qua là liên tục giảm khi mà các cái biện pháp về giãn cách xã hội xảy ra tại cái quốc gia này tức là liên quan đến dịch bệnh ha, thì nó nó vẫn đang trong quá trình mà giãn cách xã hội dẫn đến là ảnh hưởng rất nhiều đến doanh nghiệp Đó, cho nên là chứng khoán nó trong mấy phiên gần đây là, là liên tục giảm đúng không? Đó, rồi còn các cổ phiếu khác thì thì là cũng cũng bình thường các cái thị trường chứng khoán của khu vực châu châu á vẫn đang khá ổn ở đây chúng ta chờ xem tối nay các cái diễn biến đối với mỹ thì tối nay sẽ ra cái báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp ha, báo cáo về tỷ lệ việc làm trong phiên ngày hôm nay và ngoài ra người ta cũng theo dõi xem là các cái cổ phiếu công nghệ nó đã hồi phục thật hay chưa sau 3 phiên giảm liên tiếp giảm mạnh hôm qua tối hôm qua thì Tesla rồi, Apple này kia là tăng trở lại rồi à, liệu hôm nay tăng tiếp hay là lại giảm đó thì thì chúng ta phải theo dõi tức là người ta vẫn đang lo lắng vì vậy à, nó hồi phục trở lại thực sự hay là nó chỉ là có một cú hồi thôi rồi nó rơi tiếp đó thì người ta cũng đang quan tâm hình như Dow Jones tương lai cũng đang giảm thôi chập chờn sáng giờ ha. sáng nay chúng ta giao dịch này đó, lúc chiều thì chúng ta thấy âm một trăm mấy chục điểm bây giờ còn âm 62 điểm thôi đó thì thì cũng chưa chưa biết là như thế nào chúng ta chờ thêm các cái diễn biến của của thị trường xung quanh đó rồi tí nữa thì châu Âu nó ra cái báo cáo xem là ecB họp có ra vấn đề gì không chỉ số nó cũng đang lập lập lừng lập lừng ở đây khoảng 7 giờ45 là nó sẽ họp báo nó công bố ha. chúng ta theo dõi thêm các cái diễn biến như vậy về giá dầu và giá vàng thì giá dầu sau những cái phiên mà điều chỉnh khá mạnh đó, chúng ta thấy về cái nhu cầu dự báo của cơ quan năng lượng của mỹ cũng dự báo là cái nhu cầu dầu nó nó giảm trong cái giai đoạn sắp tới. làm cho giá dầu hôm trước thì mình có nói là giá dầu khả năng là về vùng 38 thôi. À, nhưng mà có cái cây phiên ngày thứ ngày thứ tư là nó về tận tới 36 rồi, giảm rất mạnh hôm đấy. giá dầu giảm rất mạnh trong cái 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 phiên ngày hôm đó. À, bây giờ thì đang có những dấu hiệu hồi phục nhưng mà theo mình nghĩ là khả năng là còn giảm tiếp. Đó, do cái nhu cầu thôi, do cái nhu cầu tiêu thụ dầu nó giảm và cái chữ lượng tồn kho nó tăng lên. thì cái giá dầu và giá xăng dầu trong nước khả năng ngày mai cũng điều chỉnh là chắc là cũng giảm đó. Chúng ta theo dõi thêm các cái diễn biến của giá dầu. À, chúng ta thấy giá dầu nó biến động khá lớn, khá mạnh. À, giá chỉ số của đồng đô la thì suy yếu trở lại. Đó, chúng ta thấy thêm các cái diễn biến này khả năng là tối nay các cái báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp, báo cáo về việc làm lại có những cái vấn đề gì không ổn nữa rồi. Đó, và tất nhiên khi giá giá đô mà suy yếu như thế này thì vàng nó sẽ hồi phục trở lại đúng không ạ? Đó chúng ta để ý vàng bắt đầu hồi phục trở lại vàng phiên ngày hôm trước khi mà USD tăng thì vàng giảm giảm mạnh bây giờ bắt đầu ba cây hồi đó chúng ta so với đô la thì ba cây giảm đúng không ạ phiên này tăng thì nó giảm mà vàng giảm bạc cũng vậy ha đó, giá bạc thì nó đi y như giá vàng thôi cái diễn biến của nó chúng ta theo dõi thêm đó, các bạn nào có giao dịch bạc hay giao dịch dầu thô ở trên trên cái kênh giao dịch hàng hóa thì chúng ta cũng chú ý thêm ha chú ý thêm về để trong quá trình chúng ta giao dịch thì chú ý về các cái báo cáo nếu giao dịch mặt hàng năng lượng thì chú ý về các cái báo cáo về mặt hàng năng lượng báo cáo về cung cầu về tình hình dịch bệnh đặc biệt là nó cũng quan tâm đến cái sức mạnh của đồng đô la hôm trước mình có một cái video clip chia sẻ rồi các cái yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa này kia đó thì, thì, thì chúng ta theo dõi thêm các cái yếu tố đó để chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả rồi vậy thôi chúng ta quay trở lại cái thị trường trong nước của chúng ta vậy thì cái câu chuyện bây giờ thị trường đang điều chỉnh như thế này thì chúng ta sẽ làm gì phun cổ hay là full hoặc gì này không à, chúng ta sẽ làm gì ở đây thì à, xu hướng của thị trường vẫn là điều chỉnh thậm chí những cây giảm như thế này hôm trước tôi vẫn nói mọi người mua vào đúng không ạ thậm chí hôm nay trong nhóm là chúng ta vẫn tích cực mua vào đó thì như tất nhiên là chúng ta mua là không không sử dụng đòn bẩy trong cái nhịp này tất nhiên là khi một cái thị trường nó chưa rõ xu hướng mà đang ở chơi vơi như thế này sử dụng đòn bẩy thì khá là rủi ro đó và chúng ta thấy là khả năng nó sẽ còn tích lũy trong này trong một nhịp, chắc là có thể thêm tuần sau nữa. Đúng không ạ? Hết tuần này, tuần sau, tuần sau khả năng đáo hạn phái sinh thì nó cũng sẽ có những cái biến động tiếp. Thôi thì chúng ta nếu mà chúng ta um, lướt ngắn hạn trong cái nhịp này thì chúng ta vẫn cứ căn cái chỉ số cũng như cổ phiếu của chúng ta nó điều chỉnh thì chúng ta canh gom vào chứ cũng đừng có mua đuổi. Đặc biệt là chỉ số mà nó về được vùng 880 thì các cái cổ phiếu nó cũng sẽ bị kéo về đó. À, và chúng ta chúng ta canh canh mua vào. À, chú ý thêm cái nhóm khu công nghiệp nó cũng đang có những khá nhiều yếu tố hưởng lợi và ngoài ra là gì chúng ta thấy trong những cái nhịp điều chỉnh trước á, à, nhóm khu công nghiệp đã điều chỉnh rồi nếu nếu các bạn đi vào từng cái, cái cổ phiếu cụ thể á, thì chúng ta sẽ thấy là à, nó đã có một nhịp điều chỉnh rồi bây giờ nó, nó nó là nó nhịp nó quay lại cái đà tăng tiếp thôi ví dụ như chúng ta thấy hôm nay ví dụ tiếp trần chẳng hạn đúng không à, trước đó nó đã có điều chỉnh rồi đó Đấy, tăng cao quá này chúng ta thấy nó lên đây tới thời mà giữa tháng 8 là nó có một nhịp điều chỉnh À, bây giờ nó tăng trở lại thôi đúng không ạ rất nhiều luôn chúng ta chú ý mà xem tức là nó đã điều chỉnh rồi thì nó mới tăng lại được đó cái này cũng vậy lên sau đó tăng lại rồi còn đa phần là những cái cổ phiếu nào mà đang trong quá trình đi lên mà chưa có dấu hiệu điều chỉnh ấy, thì chúng ta cũng cũng tránh đua theo tức là điều chỉnh lại rồi nó tích lũy xong rồi nó lại đi bước lên một cái nhịp tiếp theo thì chúng ta mở mua ngay từ những cái phiên mà bắt đầu nó bước đi nó break đi đó thì là 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 vẫn còn ổn À, còn như mà chúng ta cứ 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 mua đuổi theo thì nó cũng không không phải là hiệu quả trong cái lúc này vì tất cả nhiều cổ phiếu đặc biệt là nhóm khu nghiệp nó nó nói thật là nó đang hơi cao đúng không ạ đang hơi cao so với cái 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 thực tế của thị trường đó con này nó cũng đã có một nhịp điều chỉnh lại à, chạm hỗ trợ xong lại bật lên tiếp đó thì, thì chúng ta cân nhắc chúng ta vào đây trước đây các cái nhịp cũng vậy tăng lên mạnh trong điều chỉnh lại tăng lại, lại điều chỉnh đó thì, thì, thì thị trường bản thân nó phải là như vậy đúng không ạ cứ lên rồi điều chỉnh lên rồi điều chỉnh chứ không thể nào nó đi một mạch đi thẳng đuỗn lên nếu những cái con mà lên thẳng đuỗn thì đôi lúc là khá nguy hiểm đúng không ạ chúng ta thấy câu chuyện uh, cổ phiếu đây mới mới chuyển sàn tím liên tục tới 8 phiên tăng liên tăng trần 8 phiên liên tiếp rồi sau đó là điều chỉnh đấy chúng ta thấy và đặc biệt là gì những cái cây điều chỉnh như này thanh khoản cực lớn như này đó tức là giờ các bạn thấy nó lên rất là dốc thì nó rơi rất là nhanh đó, còn trước đó thì nó cứ lình bình lình xình lình xình như thế này vừa đi vừa điều chỉnh như thế này thì đâu có ai nói gì đâu đúng không thậm chí đi ngang trong một giai đoạn rất dài ở đây đó. thì kể cả cổ phiếu hay là thị trường cũng vậy chúng ta cần thấy là khi mà nó đi lên thì nó cần có những cái nhịp điều chỉnh và đây chính đây cũng vậy hôm qua mình cũng phân tích rồi nhịp này đi lên cũng điều chỉnh Họ đi lên rồi lại điều chỉnh rồi đi lên điều chỉnh đấy cứ hồi phục chỉnh hồi phục đây cũng vậy nhịp này đi lên đi điều chỉnh ở đây tới một nùi hai bốn sáu bảy phiên này thì tới đây cũng vậy ha đi lên rồi quay xuống điều chỉnh đây hai chắc nó phải tích lũy ở đây phiên ngày thứ hai nữa coi như là bốn phiên đi à, thậm chí tuần sau trước đáo hạn phái sinh nó còn linh sinh ở cái vùng 880 900 này còn 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 chán thì mới đi được còn nhiều muốn đi nhanh á là phải break qua vùng 905 này này thanh khoản phải lớn hơn nữa mạnh hơn nữa thậm chí là 10.000 tỷ luôn nhưng mà không tính thỏa thuận đó, thì nó mới ổn theo mình nghĩ chỉ còn khoảng tám nghìn là được rồi Nhưng không cần tới 10 nghìn lắm đâu Đó, thì nói chung là thị trường vẫn đang trong một cái pha điều chỉnh tích cực các cái nhóm cổ phiếu mà chúng ta có thể quan tâm trong cái nhịp này nó vẫn là nhóm khu công nghiệp à, chú ý nhóm khu công nghiệp ngoài ra là nhóm thủy sản diệt may cái nhóm mà hưởng lợi à, liên quan đến thủy sản chúng ta chú ý là À, dự báo hôm nay mới đọc được một cái bài chiều nãy mình mới đọc một cái bài hình như không, không nhớ rõ trên trên người đồng hành hay Vietstock gì đó nói là khả năng là cái sản lượng tôm mà xuất khẩu vào châu Âu theo cái EVFTA nó tăng khoảng 20% và hôm nay là cũng có lô hàng đầu tiên là được xuất qua đó rồi hợp lý rồi, được nhận ở bên đó rồi đấy thì đó cũng là một cái những cái dấu hiệu tích cực cho cái ngành thủy sản của chúng ta đặc biệt là những doanh nghiệp chuyên về tôm đấy. chúng ta chú ý chuyên về tôm là có sao ta sao ta là cũng, cũng khá ổn ha theo dõi thêm những cái doanh nghiệp như vậy mình mình chỉ nói cái ngành ra thôi rồi chúng ta tìm những cái cái cổ phiếu mạnh của các cái ngành đó để mà chúng ta có thể là, là đi theo chứ còn mình cũng không không muốn chia sẻ rõ ràng cái cổ phiếu nó nói rõ cái cổ phiếu nào trên này đó, chúng ta cũng chịu khó tìm tòi học hỏi thì nó có là một cái cách để chúng ta có thể nhớ dài hơn chúng ta có thể hiểu tốt hơn rồi những cái nhóm ngành khác nhóm ngành điện chúng ta thấy dạo này nó cũng bắt đầu tăng trở lại cổ phiếu ri hôm nay là phá lập đỉnh rồi ri hôm nay là vượt đỉnh 52 tuần rồi đúng không ạ ppc cũng đang tăng tốt này đó rồi nhà đấy nhóm nhóm phòng thủ bắt đầu chạy rồi tức là chúng ta để ý là nhóm nhiều bạn thì trước mình có nói về cổ phiếu ri nhiều bạn bảo ri nó lì lắm nó mãi nó không thấy tăng đó, nhưng mà bây giờ nó tăng vượt đỉnh rồi tức là nhóm phòng thủ mà cũng phải chạy rồi là chúng ta biết rồi đúng không ạ nước môi trường bình dương bbke thủ dầu 1 nghĩa là cũng chạy rồi ppc chạy nt 2 cũng chạy rồi đó thì những cái nhóm phòng thủ mà có thành khoản lớn lớn mà chúng ta hay giao dịch rồi, nó cũng bắt đầu nó chạy rồi thì chúng ta phải chú ý thêm với nhóm đó rồi thì một số ý chia sẻ trong video ngày hôm nay như vậy thì chúng ta cứ hết sức bình tĩnh trong cái nhịp những cái nhịp như thế này cũng không cần phải thấy nó như thế này rồi chúng ta sợ rồi chúng ta bán tống bán tháo thậm chí kể cả khi mà thị trường Mỹ nó có giảm hay là nó điều chỉnh thì chúng ta vẫn cứ bình tĩnh tự tin thị trường chúng ta khác thị trường họ đúng không ạ người bên họ thì vẫn đang covid y đung hết vaccine thì chả biết thành công hay chưa nhưng mà chúng ta thì là 6 ngày rồi không có ca nhiễm trong cộng đồng là cũng là ổn rồi đó, bắt đầu nó có dấu hiệu tích cực trở lại chúng ta đâu có lo sợ gì đâu tất cả các đợt chúng ta đều làm khá tốt đúng không ạ thì chúng ta theo dõi thêm như vậy rất nhiều hoạt động ở đà nẵng hay một số nơi là cũng cho mở cửa trở lại rồi đó, các cái dịch vụ nhạy cảm ấy, thì nhạy cảm ở đây tức là hay tụ tập đông người này nhỏ ha chứ không phải các dịch vụ nói nhạy cảm các bạn lại nghĩ khác đi đó, vậy là ổn rồi chúng ta thấy mọi thứ là ok rồi đó, cứ tự tin cứ bình tĩnh thôi không có gì phải quá lo lắng trong cái nhịp này đó tôi nói rồi chỉ có lo lắng thật sự khi mà gãy cái vùng này, này. 870 này mà thanh khoản lớn thì mới là đáng lo thôi. Còn cứ neo trong vùng này thì đi cả thêm cả tuần nữa cũng không sao. Đúng không ạ? Rồi xin chào mọi người.